1. Giả danh nhà mạng, gọi điện thông báo trúng thưởng, yêu cầu đóng tiền để nhận thưởng. 2. Giả danh cán bộ ngân hàng, gọi điện báo không chuyển được tiền vào tài khoản do lỗi, yêu cầu cung cấp mã số thẻ và mã OTP. 3. Giả danh công an, tòa án, gọi điện báo liên quan đến vụ án hay vụ vi phạm giao thông, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra xử lý. 4. Giả mạo chuyển cộng tác viên, xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada, Tokyo Life để chiếm đoạt tài sản. 5. Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để lừa đảo, mua bán dụng cụ, thiết bị y tế, chống dịch, sau đó chiếm đoạt tài sản.